chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người vào bếp nấu một cái món, đó là mì xào giòn. Thì nó không giòn thì nó dai, nếu không giòn thì nó dai thôi. Thì lần đầu tiên mình cũng là lần đầu tiên mình nấu cái món này luôn mọi người. Đây là nhà kêu bằng phụ bếp mà mình mới mướn 1 tháng 5 ngàn, cho nên nó đang phụ bếp với mình. Thì những cái công đoạn chính thì mình sẽ làm, và những công đoạn phụ thì đầu bếp phụ sẽ làm. Đó. Trong đó có thành phần đó là cải xanh, rồi nấm đông cô và cá viên. Thì cá viên này là bò viên, rồi cá mực viên. Mực viên. Rồi cái này thì là cái gì, cà rốt. Rồi tôm. Đây là đầu bếp đang sắc giữa thân và cây ra riêng. Còn cá viên với mực viên thì mình cắt đôi ra ha các bạn. Cắt đôi cắt ba ra để khi mình xào ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi cái này mình cũng sẽ cắt ra. Nhưng mà mình nghĩ chắc mình sẽ xài phân nửa thôi, còn phân nửa mình chừa lại. Rồi. Nửa inch. Đó, các bạn thấy không? Cái nấm đông cô lần đầu tiên, mấy bữa mình đi chợ á, mình không có thấy cái loại bự, mà bữa nay mình thấy cái loại này bự ghê. Nếu chứ có, nhưng mà nó nhỏ hay gì đâu ha. Nấm tươi chứ không phải nấm khô ngâm đâu. Này đông cô tươi nha mọi người. À mọi người nhìn này, hình thù của nó đó, bự chứ sao. Thì mình sử dụng 5 cái như vậy thôi. Còn ở đây 5 cái này mình chừa lại để ngày mai mình nấu bún gạo xào. Cái này mình đổ mì ra các bạn, mình vũ ra cho nó đừng có quấn với nhau, xong rồi mình bỏ vô mình chiên cho nó xù lên nha mọi người. Rồi mình bỏ vô thử là ok nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô nha. Mì nè. Chở. Đảo lắm. Ở trên này đi xem. Cứng rồi nè các bạn, thấy không? Thấy nó cứng không? Đó, thành nguyên một cái dĩ như thế này. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ bỏ tóp mới vô. Chiên cái này rất là mau chín nè. Đó. Cần phải chở gì? Tại nãy cái dĩa mỏ nhiều quá. Rồi, chị thấy nó cứng chưa? Ok, cứng là dớt ra. Rồi. Đó, đúng rồi đó. Các bạn thấy đẹp không? Rồi cái này mình chiên cho đến khi mà mình cảm thấy vừa đủ ăn là nghỉ nha các bạn ha. Rồi. Sau khi chiên là nó sẽ như thế này các bạn. Giòn các bạn nghe nè. Đó, các bạn nghe nó gãy không? Bây giờ mình sẽ đổ dầu vô các bạn, và mình sử dụng cái dầu hồi nãy mình chiên mì á, tận dụng luôn ha. Mình bỏ vô xong rồi phi tỏi. Đó, xong. Cái đồ đũa. Nếu như cái này á, mình ăn thịt bằm, ăn thịt heo á, thì mình sẽ bỏ vô mình xào. Nhưng mà nhà không ăn thịt heo cho nên bỏ vô cái dây chiên vô trước nha mọi người. Chiên cho cái phần này nó chín. Xong bắt đầu bỏ tôm vô. Cái phần cá viên á, thì mình chiên nó hơi lâu cho nên mình đã chiên trước nè các bạn thấy không? Bạn thấy ok nha. Bắt đầu mình sẽ đổ tôm vào. Đó. Tại vì phần tôm nó mau chín hơn. Bây giờ mình sẽ nêm cái phần này cho nó thấm nha mọi người. Nửa muỗng bột ngọt nha. Rồi một muỗng hạt nêm. Một muỗng hạt nêm ha. Một muỗng hạt nêm rau cải nha mọi người. Rồi xong rồi. Rồi đến là dầu hào. Dầu hào thì mình sẽ nêm khoảng 3 muỗng dầu hào. Rồi
mình có sự mua thử một cái chai nước tương đại Hàn, cho nên mình sẽ dùng 2 muỗng nước tương đại Hàn nha. Rồi xào lên nha mọi người, cho nó thấm vô cái phần thịt và phần tôm với phần cá viên ha. Thì lý do là ngày hôm qua thì mình cũng mới ăn gỏi đu đủ và thịt tôm nhiều quá, giờ ngán rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ ăn cá viên với tôm thôi. Vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần nấm và cái thân cải xanh, cái thân mẹ cải xanh nữa bạn, vào mình xào. Mình xào cho nó chín, tại vì cái phần này nó cứng và nó lâu chín hơn nha. Mình xào cho nó thấm gia vị nha mọi người. Sau đó mình sẽ đổ khoảng một chén, nửa chén nước vào để cho nó thấm cái gia vị vô và nó cũng chín cái phần nấm của mình nữa. Nấm này để hùm nó lại để cho nó chín cái phần nấm và tất cả mọi thứ nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần lá của cải xanh vào và đậy nắp thêm một lần nữa. Mình bỏ cái cà rốt vào mình xào luôn rồi mọi người đó, tại vì cái phần cà rốt này nãy mình bào rất là nhuyễn cho nên không cần phải bỏ vô trước. Khi hoàn thành tất cả mọi thứ thì mình mới bỏ cà rốt vào nha mọi người. Ok, bây giờ xong rồi mình sẽ cho một muỗng bột năng vào. Để tránh cho cái việc bột năng nó bị quấn cục thì mình nên là quấy với nước lạnh trước khi mình đổ vào nha mọi người. Như vậy là mình đã hoàn thành cái món là mì xào giòn rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy nó sệt không? Đó, chỉ cần đổ vô như vậy là nó sệt lại ngay. Các bạn nhìn có thấy hấp dẫn không? Bây giờ mình sẽ bắt cái mì này ra thành tô nha các bạn. Tại vì ở tiệm thì họ sẽ cho mình ăn dĩa, nhưng mà ở nhà mình ăn tô đi cho nó dễ trộn ha mọi người ha. Rất là giòn các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho ra tô như thế này đây. Đó. Rồi rồi ăn đi quý vị ơi. Này ăn tô dễ trộn, ăn dễ văng luôn. cái người mà nó không có khéo léo là phải ăn như vậy, không ăn mà dễ được. Ăn dễ là nó ra ngoài hết. Hello các bạn, đây thành phẩm đã làm xong rồi các mọi người, nhìn hấp dẫn ha mọi người ha. Các bạn mời các bạn cùng ăn với mình nha. Thì hồi nãy mình nêm cũng hơi đậm đà. Chị của mình bà la mà cái này thiếu nước hay gì luôn ha. Thiếu ít nước quá, nãy em bỏ ít nước quá, cái gì nãy bỏ nhiều nước chút nè. Cái giòn các bạn nghe gụm gụm luôn không. Tại vì biết sao em sợ nước nhiều quá, khi mình chan vô cái nó chèm bẹp quá gì đâu. Ngon mà. Ăn chung với mì dừa gì đâu, nó mặn không? Chị bị dứt bớt nó ra rồi. À, tại do mình nãy chị chan nhiều quá không? Chị chan của chị hết rồi em. Tại chị mới nói chị sợ của em mặn đó. À. Không được, tại vì do cái mì nó lạc á. Ăn kéo qua. Ăn này nó sồm sàm ha. Mấy giọng mì nó cứ đánh vô cái mém miệng lên. Nó chẻ từ lưa hết các bạn. Nhưng mà ăn vậy ngon ghê nè. Bữa ra ngoài tiệm hay gì đâu. Nó xào mà sao đem lên để lên đó, mềm xèo à.
đổ rồi đợi tới nó bưng ra mình nữa thì mềm. Cái này mình múc cái mì ra xong cái mình đổ cái sốt vô cái mình ăn liền, nó vẫn còn giòn lụm lụm luôn. Ăn gì rất thích ăn món này. Thấy không? Nãy vẫn còn ngủ em. Dạ, vẫn còn ngủ. Em bắt cái này là nhiều bún nha. Cho chị chơi. Không phải cái tô này là cái tô của anh Xuân. Cái tô của chị là tô kia. Chị chơi cái tô này chị trang vô mất tiêu rồi. Cái chị lấy cái tô nhỏ của em chị đưa tô này. Cái tô này là của anh Xuân. Cho nên chị em bắt không ăn nhiều. Cho nên em bắt bún nhiều lắm nè. Thấy không? Bắt bún. Cái này mang cái hộp chừa lại hay gì? Cái gì ăn phụ? Nó hết dọn. Ừ. Hay gì ăn mềm. Hay gì là em cho anh ăn cũng nhộng cũng cái mềm mềm á. Giòn ngon các bạn, có điều hơi mặn, mạnh tay, hơi mặn. Em nghĩ là nãy nếu như nêm cái hạt nêm á, nửa muỗng thôi. Rồi dầu hào nữa là vừa. Và đổ nước hay nhiều chút xíu. Dầu hào nó cũng mặn. Ừ. Đổ nước hay nhiều chút xíu. Lần sau có kinh nghiệm, lần này lần đầu tiên làm các bạn. Nhưng mà lần đầu tiên làm vậy là ok rồi. Không có đem đi đổ rồi mừng không. Ừ, nấm đông cô ngon quá chị. Giòn sực 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 luôn mà. Tươi giòn sực 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 luôn. Giòn dẻo 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 dai dai. Nấm cô ngon mới chết mà chị không hiểu tại sao xưa giờ mọi người cứ ăn nấm cô khô không. Chị biết không, nấm cô khô lắm. Họ nhập từ chỗ khác qua, đâu phải ở Việt Nam mình có đâu. Nóng cô này mua của nước khác nè. Rồi á. Nó kiểu mình học theo kiểu người Tàu á. Họ phơi rồi để dành á. Ở Việt Nam mình chỉ kiếm nóng cô mà tươi này sức mấy mà có. Mỹ cũng vậy. Mới có sau này. Mới có đây chừng 1-2 năm rồi. Mỗi lần cũng có. Dạ. Chị đang xuất hay thiệt. Cá viên là nhiều nhất mà xuất không dính cá viên, dính cái gì. Cá hả? Ừ, cá viên á. Cá viên, mực viên rồi đó. Mấy cái đó là nhiều nhất mà xuất không dính, mà dính tôm à. Dính tôm nhóc dần ăn rồi sáng giờ tôm ngán chết rồi. Rồi vậy hả? Ừ. Chụp đại chị đâu giờ. Mấy giờ chị ăn tôm nhỏ hơn. Tại nãy chị mới uống xong đi sữa. Ừ. Uống hết đi sữa luôn á. Đúng rồi. Ngon quá ngon à. Tại em muốn đi sữa hồi sáng à. Còn chị chỉ mới uống. Thế công nhận là nó ngon thiệt. Ngon dữ sợ. Nó còn sót cái bạch bên trong á. Uống vô nó béo béo luôn. Nó có lần cận lần cận. Nó béo béo luôn. Cái em bắp á là em thấy là uống buổi sáng là tốt nhất, cho nên sáng mình uống như vậy là muốt ly rồi. Rồi em mới ăn đồ linh tinh lần vòng vòng. Xong no quá các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Cuối cái video thì mình mời tất cả mọi người một cái ly rau bắp. Đây là rau bắp và cùi bắp các bạn. Trong này đó gọi là rau bắp, cùi bắp với cái phần mà cái vỏ bắp đó các bạn. Nhưng mà cái phần non, cái phần mà nó còn trắng trắng á, thì mình bỏ vào mình nấu và mình làm nước mát uống các bạn. Rất là thơm. Đặc biệt là ở trong đây mình bỏ một chút xíu đường vàng vô nữa, cho nên cái vị nó hơi lợ lợ ngọt ngọt. Và trong cái cùi bắp các bạn biết nó có cái vị ngọt nó tuôn ra nữa, cho nên khi mà uống cái này rất là mát luôn các bạn, rất là tốt. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Hẹn mọi người là vào những video sau. Nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye mọi người.
Thank you.